Vâng, trung tâm điện máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Hôm nay thì bên trung tâm em mới về rất chi là nhiều máy pin Makita 12V. Thì em sẽ đem ra đây để em giới thiệu cho các bác được cùng tham khảo về cái dòng sản phẩm này. Cái sản phẩm này thì giá tiền của nó rất chi là hợp lý mà chất lượng thì nó cũng ok các bác nhé. Máy pin Makita 12V. Nguyên một cái bộ khi các bác mua về thì nó sẽ đựng trong một cái hộp nhựa rất chi là đẹp và chắc chắn như thế này. Đây em sẽ mở bên trong để cho các bác được cùng tham khảo. Đây, phía bên trong thì bên nhà sản xuất được đóng gói rất chi là cẩn thận như này các bác này. Sẽ có một máy, hai pin và một sạc, tất cả là đều được bọc xốp rất chi là cẩn thận như thế này để trong cái quá trình vận chuyển hàng hóa thì nó sẽ không bị xước, trời xước cũng như là dập vỡ các bác nhá. Đây, em sẽ bóc để cho các bác được cùng tham khảo này. Máy chạy pin 12V, pin tròn các bác nhá. Pin tròn, pin 12V. Sạc, sạc của nó là sạc đế, sạc cốc, rất chi là ok. Thì là các bác sẽ có một máy này, hai pin và một sạc. Chạy pin 12V, pin tròn nhỏ gọn. Thì bác nào mà bắn tháo mở ốc vít nhẹ nhàng thì sử dụng cái con này rất chi là ok. Nhẹ nhàng. Máy là sẽ có 18 cấp độ trượt này, có 18 cấp độ trượt. Đấy, đầu nhựa nhá, đầu mang danh nhựa tự siết đầu 10. Có đảo chiều đầy đủ. Và nút chỉnh 1 2 ở trên lưng này. Các bác có thể là tùy chỉnh ở công tắc nữa luôn. Đấy. Khi mà các bác ấn công tắc nhẹ thì là máy sẽ chạy chậm và ấn công tắc càng sâu thì máy lại càng chạy nhanh. Rất chi là ok các bác nhá. Đây là cái model máy này. Model của máy, máy pin 12V này. Vòng tua là 1400. Rất chi là ok các bác nhá. Máy có 18 cấp độ trượt này, nên rất chi là thuận tiện. Khi mà các bác mở ốc. Đấy. Các bác có thể là xoay tùy chỉnh tùy theo cái con ốc mà các bác sử dụng. Rất chi là ok các bác nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe. Giá tiền của nó hợp lý mà chất lượng của nó đảm bảo. Về cái sản phẩm này thì là bên em đang bán ra với giá là 450.000. 450.000 thì em sẽ bao phí vận chuyển về đến tận cửa nhà cho các bác luôn. Thì sạc của nó sẽ là một cái sạc sạc cốc này. Đây, bác cắm cái dây này vào điện cho em đấy. Đây, cái này là sạc cốc nha các bác nhá. Đấy, nó khác hẳn với những cái loại mà sạc cắm dây. Sạc cắm dây thì nó sẽ rẻ tiền hơn. Còn cái này là bên cơ sở em là sạc cốc này. Sạc cốc khi mà các bác lạp pin vào, pin yếu thì nó sẽ báo đèn đỏ. Còn khi mà pin đầy thì nó sẽ báo đèn xanh, thì là các bác rút điện ra cho em. Đây, khi mà pin đầy thì nó sẽ là hiện sang cái đèn xanh ở cái sạc như thế này, thì là các bác rút điện ra. Về những cái sản phẩm pin này thì các bác khi đầy thì là các bác nhớ rút điện ra, không nên cắm điện, thì sử dụng máy nó sẽ, cái tuổi thọ của máy nó sẽ được cao hơn. Các bác mà quan tâm sản phẩm thì các bác để lại cho em số điện thoại ngay dưới video. Hoặc các bác có thể là alo trực tiếp vào cái số hotline của bên em là 0378487818. Số điện thoại em để lại ở ngay dưới tiêu đề nhé. Thì số đó bên nhà em sẽ có cả Zalo và cả Facebook. Các bác mà quan tâm thì các bác có thể là vào kết bạn Zalo để được tham khảo thêm được nhiều những cái dòng sản phẩm bên em phân phối. Bên em là chuyên phân phối rất chi là nhiều máy móc xây dựng, máy cơ khí, dụng cụ cầm tay, máy cầm tay, dụng cụ đồ nghề. Tất cả các loại dụng cụ đồ nghề để phục vụ cho các bác thợ làm nghề, không thiếu bất cứ một cái thứ gì. Thì các bác đặt hàng thì bên em sẽ ship code cho các bác, ship nhiệt tình, ship code toàn quốc. Và hàng tới nơi các bác sẽ được phép kiểm tra hàng, test máy trước khi nhận hàng và thanh toán tiền. Nên là các bác cứ yên tâm. Tất cả những cái dòng sản phẩm khi mà em đã phân phối ra thì là em đều phải cho khách hàng quen, thân thuộc, trải nghiệm. Khi mà có cái lời phản hồi tốt thì là em bắt đầu mới đem ra để giới thiệu và bán cho các bác. Nên là các bác cứ yên tâm. Sản phẩm này thì giá hiện tại bây giờ nó đang là 450.000 bao ship. Thì các bác quan tâm thì các bác liên hệ bên cơ sở em. Thì bên cơ sở em sẽ ship code về tận cửa nhà cho các bác luôn. Các bác quan tâm sản phẩm, quan tâm video thì các bác nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ bên nhà em. Các bác ấn đăng ký kênh và ấn vào chuông để mỗi khi nhà em làm video giới thiệu sản phẩm mới thì nó sẽ có những cái thông báo để gửi đến các bác, cùng mời các bác vào xem và tham khảo lựa chọn. Vâng, xin một lần nữa em xin được cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.